Ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tình, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, do cần tiền chi tiêu, Tình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tình tự giới thiệu mình là thầy phong thủy, có thể xem tử vi tướng số cho người khác. Để các bị hại tin tưởng, Tình nói họ có lộc kinh doanh bất động sản, nhưng cung này đang bị kẹt, nên phải đầu tư tiền mua bán đất để thử cung điền trạch mới ổn định, kiếm được nhiều tiền. Bị cáo Tình yêu cầu các bị hại góp tiền mua đất để mở vượng khí, sau đó sẽ bán và trả lại tiền gốc, lãi. Với thủ đoạn trên, Tình đã chiếm đoạt của 3 bị hại tổng cộng 858 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 40 tháng tù đối với bị cáo Trần Lê Huy, sinh năm 1991 ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, về tội cố ý gây thương tích. Huy là đối tượng biến thái dùng gậy, gạch, bóng đèn tuyếp tấn công hàng loạt phụ nữ gây hoang mang dư luận hồi cuối năm 2022. Nạn nhân trẻ nhất mà Huy tấn công là cháu L, sinh năm 2008 ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, làm cháu bị gãy sống mũi, bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 12%. Theo cáo trạng, Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, Huy nảy sinh thù hận đối với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Huy lên kế hoạch tấn công những người phụ nữ hắn tình cờ gặp trên đường. Cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố. Trong đó, 9 trên 10 vụ, nạn nhân là phụ nữ. Chiều ngày 14 tháng 6, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng về các hành vi làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra, nạn nhân là chị L, 23 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Chị L trình báo giữa tháng 4 năm 2023, chị đăng thông tin cần vay tiền lên một hội nhóm Zalo. Sau đó có người sử dụng tài khoản Zalo tên Việt Anh liên hệ đồng ý cho vay 3 triệu đồng. Người này ra điều kiện là chị L phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh khỏa thân, giấy tờ tùy thân của mình và gửi đi. Việt Anh ra điều kiện, tổng số tiền gốc và lãi chị L phải trả là 4,8 triệu đồng. Đang cần tiền gấp nên chị đồng ý thực hiện. Chị L chỉ nhận 1,95 triệu đồng, 1,05 triệu đồng còn lại đối tượng nói là thu phí giới thiệu khách hàng và thu trước số tiền gốc và lãi 2 ngày. Ngày 30 tháng 4, chị L gửi vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đức Anh 4,95 triệu đồng và tiến hành tất toán khoản vay. Tuy nhiên, đối tượng uy hiếp buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền, nếu không sẽ đăng hình ảnh, video khỏa thân của chị L lên các trang mạng xã hội. Chị không thực hiện thì đầu tháng 5 năm 2023, đối tượng đăng những hình ảnh khỏa thân vào phần bình luận trên Facebook của chị L và chồng chị. Quá lo sợ, chị L liền vay tiền và chuyển 3,45 triệu đồng cho đối tượng đe dọa. Đến ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ đối tượng vi phạm, tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Ngoại trừ những bãi giữ xe ở chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, cao ốc cho thuê văn phòng, có quẹt thẻ, niêm yết giá rõ ràng, nhiều bãi xe khác, trong đó phần đông là bãi giữ xe chưa được cấp phép, đều tiếp nhận gửi xe với thủ tục đơn giản và giá cả tùy tiện. Đặc biệt là xung quanh khu vực các trường học, bệnh viện. Lâu nay, lề đường Đặng Thái Thân, sát Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, phường 11, quận 5, đã trở thành các bãi trong giữ xe. Bãi xe không trưng bảng và do vậy cũng không có giá rõ ràng. Theo ghi nhận, giá giữ xe tại nhiều trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng cũng không thống nhất. Một trung tâm thương mại ở tầng trệt của cao ốc văn phòng tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, có giá giữ xe ban ngày là 5.000 đồng một lượt. Nhưng nếu mua sắm hàng hóa có hóa đơn 300.000 đồng thì khách hàng được phát phiếu giữ xe miễn phí. Một trung tâm thương mại khác ở đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 52, lại miễn phí hoàn toàn. Trong khi đó, giá giữ xe ở các chung cư cao cấp, chung cư bình thường lại tính theo ngày, đêm.
Thông thường giá giữ xe ban ngày là 5.000 đồng một lượt, nhưng qua đêm là 15.000 đến 20.000 đồng. Căng thẳng nhất là giá giữ xe ở các cao ốc văn phòng tại khu vực trung tâm thành phố, bởi được tính theo giờ. Thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng bốc đầu xe máy gây náo loạn đường phố. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong xác định, từ tháng 2 năm 2023 đến nay, đối tượng Đặng Đình Quảng, sinh năm 1990, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh, tạo tài khoản mạng xã hội Chu Bá Thông và thành lập hội Dị Nhân X, sân chơi giới trẻ. Riêng hội Dị Nhân X có 14 người tham gia. Nhóm này thường xuyên đăng tải các video quay hình ảnh Quảng và các đối tượng thực hiện bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng trên đường. Đến nay, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành xác minh triệu tập đấu tranh với 9 đối tượng. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách tại các tuyến đường tại khu công nghiệp Yên Phong và tỉnh lộ 277-295 Từ Sơn, Bắc Ninh. Ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh, bắt và tạm giữ hình sự, khởi tố bị can 13 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng vào đêm ngày 24 tháng 5. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Trần Minh Bảo, sinh năm 2006, ngụ thành phố Tam Kỳ, và nhóm của Lê Văn Khanh, sinh năm 2005, ngụ huyện Phú Ninh, hẹn đến quán nhậu ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ đánh nhau. Nhóm của Bảo 20 người, nhóm của Khanh 25 người, mang hung khí dao tự chế, dao phóng lợn, chai thủy tinh, đi xe máy đến ngã tư Nguyễn Hoàng, Thanh Hóa hỗn chiến. Ngay khi nhận thông tin, Công an thành phố Tam Kỳ đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh, tiến hành truy xét, làm rõ hai nhóm này và đã bắt giữ 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu giữ 12 hung khí, 15 vỏ chai thủy tinh.